Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn online của công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch đất nước. Và hôm nay các bạn sẽ cùng với Tân Đại Dương tìm hiểu về những ưu đãi đặc biệt vào năm 2015 cùng với trường EIC. Bạn đang chọn trường đi du học Singapore cho chương trình tiếng Anh, du lịch khách sạn, tài chính ngân hàng v.v. Bạn đang tìm kiếm một chương trình ưu đãi cũng như học bổng hấp dẫn dành cho sinh viên Việt Nam. Và trường EIC là một sự lựa chọn số 1 cho các bạn trong trường hợp này. Tân Đại Dương xin giới thiệu cho các bạn những ưu đãi đặc biệt như sau: miễn phí 100% phí đăng ký nhập học trị giá 695,5 đô sinh, tặng một EIC card học bổng 1.000 đô cho tất cả sinh viên đăng ký và 1.000 đô cho những sinh viên có điểm GPA lớn hơn hoặc bằng 7.0, tặng thẻ gym membership trị giá 1.200 đô đến 5.600 đô. Ngoài ra, khi đăng ký tại đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương, các bạn còn được nhận các ưu đãi như là tặng ngay 10 triệu đồng khi đăng ký du học Singapore, miễn phí làm bài test Anh văn, miễn phí tư vấn chọn ngành chọn trường phù hợp với nguyện vọng và khả năng tài chính, miễn phí hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, dịch hồ sơ miễn phí, chuyển phát hồ sơ, miễn phí xin thư mời nhập học, miễn phí cấp ký túc xá, tìm nhà cho học sinh, phụ huynh khi có nhu cầu, hướng dẫn hỗ trợ học sinh trước và sau khi qua Singapore nhập học và phụ huynh khi qua thăm con. Để được tư vấn thủ tục cũng như đăng ký những ưu đãi đặc biệt từ trường, các bạn hãy liên hệ đến các chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương qua hotline 0996277629. Và tại sao các bạn học sinh sinh viên nên chọn học tại EIC Singapore? Vì EIC có nền tảng vững chắc cho những doanh nhân tương lai. Học viện EIC được thành lập vào năm 2003 bởi công ty mẹ EIC hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và nâng cao dịch vụ giáo dục tại Singapore. Mục tiêu của học viện là đào tạo những thế hệ doanh nhân xuất sắc được trang bị những kỹ năng phân tính, giải quyết và vượt qua những thử thách về kinh doanh trong thế giới ngày nay. EIC là nơi ươm mầm cho những hạt giống lãnh đạo, được sáng lập bởi những nhà quản trị châu Á với mục tiêu đào tạo nên những thế hệ doanh nhân xuất sắc. 30% giảng viên tại trường đã có bậc tiến sĩ và hầu hết các giảng viên của trường đang điều hành các doanh nghiệp hàng đầu châu Á. Chương trình học tại EIC được đặc biệt thiết kế tạo nên sự khác biệt tối đa trong môi trường học tập thực tiễn, nhằm giúp cho sinh viên khám phá hết tiềm năng của mình. Và EIC đạt được chứng nhận Everest chứng nhận dành cho những tổ chức giáo dục tại Singapore có đủ điều kiện tuyển sinh và giảng dạy cho sinh viên quốc tế. EIC đã đầu tư gần 800 tỷ đồng vào khu học xá mới tọa lạc ngay trung tâm thành phố nằm đối diện với Thư viện Quốc gia Singapore. Bằng cấp của trường tương đương bằng 90 tại Đại học Greenwood của Anh, đồng thời học sinh dễ dàng chuyển tiếp sang Anh hoặc các nước khác sau 1 hoặc 2 năm học tại Singapore để được hỗ trợ về các thủ tục hồ sơ du học, điều kiện nhập học của trường. Các bạn đừng quên liên hệ với đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam, công ty du học quốc tế Tân Đại Dương, công ty tư vấn du học quốc tế Tân Đại Dương qua hotline 0996277629, hoặc các bạn có thể tham khảo vào các trang web của công ty tandaiduong.edu.vn và tddvn.com. Xin lỗi với các bạn là hiện nay công ty Tân Đại Dương chỉ có 3 nơi và không có chi nhánh ở các tỉnh phía Bắc. Trong chương trình trước thì chúng ta chia sẻ với những học sinh vừa có student pass tại Singapore, nhưng trong chương trình hôm nay sẽ có một cái sự thay đổi, đó là chúng ta sẽ cùng trải nghiệm với một du học sinh đang học tại Singapore. Những trải nghiệm này sẽ giúp cho những sinh viên hiện tại chuẩn bị hành trang cho mình tốt hơn. Xin chào Tuấn Anh. Tuấn Anh có thể chia sẻ cho các bạn đôi nét về bản thân mình. Mình tên là Hồ Tuấn Anh, thì hiện tại là mình 21 tuổi, hiện đang du học ở Singapore và vừa hoàn thành khóa học Advanced Diploma ở bên trường Nam Gia Interior Management. Tuấn Anh có thể là chia sẻ cho các bạn là một cái du học sinh mà bước đầu qua Singapore thì có bỡ ngỡ hay không? Thì lúc đầu qua Singapore thì nhiều cảm nghiệm lắm, giống như là xa nhà, nhớ nhà, rồi cuộc sống thì lại không có được sự bao bọc của ba mẹ, nhưng mà được 1-2 tháng thì bắt đầu thích nghi với cuộc sống bên đó, thích nghi với lại bạn bè mới, những cái cách ăn nói của người ta và những cách thông điệp. Có nhiều khi thật sự là qua đó nhiều người cũng không biết diễn tả những cái từ ngữ mà mình muốn nói với người ta, nên mình phải dùng cái body language. Thì bạn đừng có sợ trong những cái vấn đề đó, tại vì người Singapore thì họ rất là thân thiện, hầu hết là thân thiện với lại cuộc sống của người Việt Nam, và phong tục tập quán thì lại giống với người Việt Nam.
Thì bước đầu thì mình cũng nói thiệt là trải nghiệm nhiều lắm. Thì đi ăn chơi, rồi đi lòng vòng, đi coi Singapore như thế nào. Rồi cuối cùng thì mình cũng nhận ra là cuộc sống của Singapore không khác gì cuộc sống người Việt Nam hết. Và nó sẽ hoàn thiện hơn nếu mà bạn cố gắng thân thiện với lại mọi người và đừng có ngại ngùng trước khi mà giao tiếp với mọi người. Đó là cái cuộc sống của mình. Thì khi mà em đã có một cái khoảng thời gian ở tại Singapore rồi, thì em cảm thấy là thức ăn tại Singapore như thế nào? Thức ăn của người Singapore chủ yếu là hầu hết là của người Trung Quốc. Thì những cái food court hay là những cái food central thì nó sẽ giống y chang với lại food ăn của người Việt Nam. Cũng có Pizza Hut, cũng có đồ ăn nhanh y chang đồ Việt Nam. Và khẩu vị ăn của nó sẽ là ngọt hơn người Việt Nam một tí. Tại vì theo phong tục của người Trung Quốc thì người ta ăn ngọt hơn là ăn đậm màu sắc giống như mình là mặn. Thì cái vấn đề mà đi lại của sinh viên á tại Singapore thì như thế nào em? Vấn đề đi lại thì rất là thoải mái. Bus thì lúc nào cũng mở cửa tới 12 giờ đêm. Nếu mà bạn có thể đi chơi hay là bạn muốn đi đâu đó vòng quanh thì bạn có thể dùng MIT hoặc là dùng bus. Tại vì trong của mình hầu hết là mình dùng MIT tại vì nhà mình gần MIT. Thì em có thể theo kinh nghiệm của em đã trải nghiệm thực tế tại Sing thì em thể cho các bạn biết là về món ăn ở tại Singapore đó thì bao nhiêu một món cũng như là cái chi phí đi lại xe bus là bao nhiêu tiền. Nếu mà bạn ăn, bạn muốn tiết kiệm tiền theo cách tối đa của bạn thì chỉ có chừng 2-3 đô bạn có thể chọn một món ăn với hai món thịt và một món rau. Đó là những cái food court. Còn những khi mà bạn muốn ăn những đồ ăn ngon như là đồ ăn của Hàn Quốc, đồ ăn, những cái đồ ăn mà ngon hơn, nâng cấp hơn thì bạn có thể vô food center ở trên Kasmon thì giá của nó sẽ là 5-6 đô một món. Và nếu mà bạn thích nữa thì có Aston, ở đó có nhiều món bò hoặc là được thứ nhất. Nếu mà bạn nào thích ăn sushi thì qua Singapore đúng là sở trường của các bạn. Tại vì thứ sushi chỉ có 1.5 đô một dĩa thôi, 1.5 đô một dĩa thôi. Thì bạn có thể chọn sushi tự chọn và bạn ăn bao nhiêu bạn tính dĩa bấy nhiêu, rất là rẻ. Chi phí đi lại một tuần nếu mà bạn đi lại nhiều giống như mình thì cỡ chừng 15 đô thôi. Đó quá ít tại vì tiền xe bus và tiền MIT mỗi lần bạn đi, nếu bạn đi xa nhất là 1 đô 20 sen, còn đi gần là chỉ có 70 sen trở xuống thôi. Thì hiện tại ở bên Singapore thì em đang ở ký túc xá hay là em đang ở với bạn? Em hiện tại thì ngày xưa em đã thuê một căn nhà và hiện tại em đang ở đó luôn với bạn bè em. Thì nếu mà tính ra, nếu các bạn có thể tìm được những nhóm bạn group đi chung với nhau thì sẽ lợi hơn là bạn kiếm nhà. Bạn kiếm nhà thì bạn share ra một căn nhà chỉ chừng 300-400 đô một người thôi. Thì lúc đó bạn rất là lợi, bạn có cuộc sống riêng, bạn có không gian riêng và bạn có thể enjoy những lúc mà bạn buồn ở bên đó. Không phải sợ giống như là bạn ở chung với lại người ta hoặc người khác thì bạn sẽ bị cập nhật nhiều thứ. Thì khi mà trong cái giờ đi học của mình á thì thường thường á là giờ học ở bên tại trường thì như thế nào? Theo một cái schedule của trường thì một cái thứ nhất là nó xếp theo thời gian, còn lịch của học của mình là chủ yếu là appendix là buổi chiều thì học từ 1 giờ tới 7 giờ. Bạn có thể ngủ nguyên buổi sáng không sợ bị trễ, đó là điều lý do mà mình thích. Rồi, thì em thấy giảng viên của bên trường Nam Giang thì như thế nào? Giảng viên của trường Nam Giang hầu hết rất là thân thiện với mọi người. Tại vì nhiều giáo viên, nếu mà mình không hiểu một cái vấn đề gì đó, mình có thể hỏi lại giáo viên. Và giáo viên có thể giúp bạn trực tuyến hay là ép nick Facebook. Bạn đừng có lo nghĩ là bạn học dở rồi bạn như thế nào. Trong thực chất của mình luôn, mình cũng là một học sinh dở. Thì học đối với mình cũng hơi khó. Tại vì chương trình tiếng Anh thì nó sẽ khó tiếp thu hơn. Nhưng mà bạn cố gắng bạn sẽ hiểu được cái vấn đề của giáo viên. Học trên lớp là một chuyện, nhưng mà bạn về cố gắng đọc bài của giáo viên hoặc là những cái bài giảng về giáo viên để lại cho mình trước khi thi thì bạn sẽ làm tốt chương trình của giáo viên, chương trình đó, cái term đó.
và bạn có, nếu mà bạn có điểm high smart, mình chỉ hầu hết là điểm C với B là mình không học gì. Tại vì do mình là biết cách học, giáo viên cho bài bao nhiêu thì bạn cứ học theo đó, và bạn ra thi thì chắc chắn nó sẽ ra thi và bạn có dễ được cái bằng graduation của trường Nam Giang. Rồi, thì cái dự định của em là kết thúc cái chương trình đại học ở tại Singapore, thì dự định của em tiếp theo sẽ là như thế nào? Dự định tiếp theo của em là, tại vì trường Nam Giang sẽ có mở vào ba khóa của 3 tháng, sẽ là tháng 3, tháng 7 và tháng 11. Nhưng mà mình vừa kết thúc tháng 7 vào chương trình của Advanced Diploma nên mình không thể tiếp tục được chương trình Bachelor và mình phải chờ tới tháng 11. Và hiện tại mình đang nhận được một cái confirm của trường là mình đã pass hết tất cả. Thì bạn nếu mà học từ Diploma lên Advanced, bạn có thể bị maybe là bạn rớt một môn nào đó thì bạn có thể học tiếp, nhưng mà khi mà lên Bachelor bạn phải pass hết tất cả các môn đó thì bạn mới được học chương trình. Tại vì chương trình đó là chương trình của Úc, sẽ là giảng viên của Úc dạy, không phải là giảng viên của trường Nam Giang dạy nữa. Thì khi tham gia học tại trường Nam Giang thì trường có thường tổ chức những cái event cho sinh viên để mà tham dự không em? Dạ, yeah, rất là nhiều. Một tháng trung bình là 1-2 event. Event mà mình thích nhất là event ngoài biển, barbecue. Thì nó sẽ là tiệc nướng và mọi người sẽ đóng là 5 đồng một người. Bạn có thể cùng thưởng thức chung với lại thầy cô giáo và uống drink beer, hay là nếu mà bạn chưa đủ tuổi thì sẽ thầy cô giáo sẽ không cho bạn uống. Đó là luật lệ của Singapore. Thì bạn hầu hết là mọi người rất là vui vẻ trong cuộc sống đó. Có người Trung Quốc, có người India, có người Malaysia. Và hầu hết học sinh ở trường Nam Giang đều tham dự chương trình đó. Như đợt trước mình có tham dự một cái đợt Remote Night là đặc biệt của Singapore. Bạn có thể lên Facebook của Nam Giang Institute of the Management và bạn có thể nhìn thấy mình trên đó với lại cuộc sống của được tổ chức ở khách sạn 4 sao ở Singapore, 5 sao Fullerton ở Singapore. Và hầu hết mọi người đều mặc formal và những trang phục truyền thống của đất nước mình. Thì em tham gia các sự kiện của Nam Giang thì em mặc cái trang phục gì để thể hiện mình là người Việt Nam? Thì hầu hết là người Việt Nam thì lại mặc vest tông, tại vì đó là trang phục mà đi dự lễ. Còn có một người con gái ở trường Nam Giang đã mặc áo dài và được hạng high smart ở trên đó, và được cái giải là một bữa ăn buffet ở khách sạn Fullerton miễn phí cho hai người. Nếu mà chị nghĩ em mà mặc áo dài của Nam á, chắc em cũng đạt cái nhất. Cái đó là điều impossible, tại vì em là con trai, em không thể mặc áo dài được. Tại vì theo các bạn chia sẻ thì tại Singapore là một đất nước là đa văn hóa, thì cũng rất là nhiều nước tập trung tại Singapore. Yeah. Thì em có thấy cái khó khăn trong vấn đề mà đa chủng tộc như vậy hay không? Nếu mà bạn không phân biệt chủng tộc, có nhiều người đi qua Singapore thì lại rất sợ người Ấn Độ. Nhưng mà thật sự người Ấn Độ cũng là một con người và mình cũng coi trọng họ như là một người bạn bè mình thôi. Thì bạn nên tốt nhất là nói chuyện, tại vì language của người Ấn Độ với lại tiếng nói của người Trung Quốc lại rất là khác nhau. Thì người Ấn Độ thì nói với một tốc độ rất là nhanh và người Trung Quốc thì nói tốc độ rất là chậm, nhưng mà lại có thêm từ la 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 ở phía cuối nghe rất là hay. Thì nó rất là vui khi mà bạn giao tiếp nhiều với lại cuộc sống. Mà với lại cái thứ hai nữa là xã hội nào thì mình nghĩ nó cũng có chung một nền văn hóa. Trung Quốc cũng là nền văn hóa của người Việt Nam. Và mình cũng đã từng đi tham dự nhiều lễ hội của nhiều đất nước như Malai tổ chức ở Singapore và Ấn Độ, gần đây nhất là Ấn Độ. Thì rất là vui, mọi người đổ ra đường, mặc đồ, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau ngắm pháo bông với nhau. Thì như vậy thì mình rất là cảm thấy là bên Singapore đúng là đa văn hóa và đa chủng tộc. Nhưng thực sự đó cũng là một cái gì cho chúng ta biết được nhiều nền văn hóa khác nhau chỉ tại một đất nước Singapore, đúng không em? Đúng. Thì một lần nữa Tân Đại Dương xin cảm ơn em đã tham gia trong chương trình hôm nay để chia sẻ cho các bạn chi tiết hơn cũng như là cái trải nghiệm thực tế mà em đã trải qua của một du học sinh. Thì một lần nữa Tân Đại Dương xin cảm ơn em.